Xe chở Akira fan bất ngờ gặp tai nạn khi trên đường đi diễn. Theo như lời kể của nam ca sĩ thì xe anh đang lưu thông chậm vì thời tiết xấu, do thay đổi điểm diễn thì bất ngờ xe máy do hai bác lớn tuổi điều khiển qua khúc cua đã lao ra phần đường xe hơi và quẹt vào xe anh. Được biết người điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu nên đã không làm chủ được tốc độ nên mới xảy ra vụ va chạm. Hiện tại người bị thương đã được trợ lý của Akira đưa vào bệnh viện và hỗ trợ chi phí thuốc men. Về phía nam ca sĩ, anh phải hủy show diễn đêm nay vì đang chờ giải quyết tại công an xã Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Theo nguồn tin cung cấp thì người trực tiếp điều khiển xe chở Akira fan chính là ba ruột của anh. Akira khá buồn vì rắc rối này khiến anh không thể đến điểm diễn trong đêm, nhưng anh vẫn thấy may mắn khi thương tích của hai bác kia không đến nỗi nghiêm trọng. Mặc dù xe Akira cũng bị hư hại, nhưng trước mắt anh vẫn hỗ trợ chi phí cho người bị thương, vì theo anh đây là vận xui không ai muốn. Vả lại hai bác điều khiển xe máy cũng đã có tuổi, gia đình họ không có ý định kiện cáo vì lỗi gây tai nạn là do của bác say rượu lấn vào phần đường lưu thông của xe hơi. Gần đây Akira gặp không ít phiền phức và những chuyện xui rủi trong cuộc sống, tuy nhiên anh vẫn lạc quan cho rằng trong cái rủi sẽ có cái may. Mỗi việc xảy đến đều cho chúng ta một bài học nào đó và cũng là một cách rèn luyện tinh thần mà cuộc sống đã dành cho chúng ta. Bảo hiểm là không sao đó. Dạ. Mỹ đây sao mà không?